Ok, Hà Nho sẽ rap tặng các bạn một bài nhạc mà Hà Nho đang khá thích dạo này nha. Bố ơi đừng nghiện nữa, nhà mình còn gì đâu, chỉ còn con quay tàu, bố cũng đem đi bắn cá. Thật sự thì lúc mà Hà Nho nhận được cái kết quả của cái vòng đấu vừa rồi thì Hà Nho thấy vui thì vui vì mình đã được bước tiếp trong giải đấu rap Việt. Còn Hà Nho cảm thấy rất là buồn vì sau một khoảng thời gian làm việc với lại hai anh em Mark Junior và Lưu Seo thì kiểu như ba người như là anh em với nhau vậy. Giống như là phải hẹn nhau ra tập với nhau everyday để ra được một sản phẩm tuyệt nhất. Và đó cũng kiểu như là tâm huyết của tất cả ba anh em. Và cho nên mà khi mà Hà Nho là người chiến thắng ở cái vòng này, Hà Nho đã hứa với hai anh em đó chính là Hà Nho sẽ mang tinh thần của Lưu Seo và Mark Junior đi tiếp trong giải đấu rap Việt lần này. Về bảng đấu lần này thì khi mà Hà Nho nhìn vô cái bảng đấu thì Hà Nho chỉ có một suy nghĩ duy nhất thôi: căng quá. Và lần này chỉ có nước là chơi hết cỡ, chơi hết mình. Không biết các bạn coi đây là vòng gì nhưng mà Hà Nho coi vòng này là vòng chung kết của mình. Yeah. Về MCK và Tà Linh thì nói thật là cặp đôi đó chính là cặp đôi mà Hà Nho dè chừng nhất trong rap Việt, mà không ngờ lại gặp mặt ngay cái vòng chưa phải chung kết. Và chắc là đây sẽ là một điều rất là thú vị cho trải nghiệm của Hà Nho và cả MCK và Tà Linh và cả F. Yeah. Việc thay đổi hình tượng như thế này thì Hà Nho cũng không nghĩ là cái hình tượng của Hà Nho nó xảy ra như thế này. Vì cái chị làm tóc cho Hà Nho đưa Hà Nho một cái hình là một cái kiểu tóc khác, nhưng mà khi mà làm ra thì cái kiểu này khá là chất, Hà Nho thấy rất là hợp với mình. Yeah. Giờ cứ gọi là tóc xăng bị gói nha. Một lần nữa cảm ơn mọi người đã click vô cái video clip này và theo dõi những điều mà Hà Nho muốn chia sẻ với tất cả mọi người. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Có chí thì sao, có chí thì nên, không có chí thì sao, có chí thì nên, không có chí thì sao, có chí thì nên, hả, cố gắng thì sao, cố gắng thì lên, còn không học rap có ngày lên show, ở không với tiền không dày lên đâu, bởi nếu muốn thắng phải luyện hơi lâu, cũng không thích kiểu kiếm chuyện chơi nhau. Rap Việt 20 giờ thứ bảy trên HTV2 V Channel. Play và rap mình yêu, pick áo team mình thích, mua sản phẩm V Shop ngay hôm nay để có mặt tại chung kết Rap Việt. Xem Rap Việt phát sóng đầu tiên trên Vion. Đón xem siêu phẩm truyền hình Hàn Quốc Penthouse Cuộc Chiến Thượng Lưu độc quyền trên Vion.